đây, con thấy cha với mẹ đi tìm con mấy ngày nay rồi đó. Con thương cha thương mẹ thì con về, cha với mẹ tha thứ, cha mẹ không bao giờ nghĩ là cái gì hết trơn á con. Con là nấm ruột của cha mẹ đúng như. Con đừng có sợ cha với mẹ đánh đập, không có đâu. Mẹ nói với con hoài à. Chứ là con về ba đi con. Con bủ bối của cha mà sao con đi bỏ cha vậy? Cha chỉ mong con về thôi. Cha không la gầy, con về là cha mẹ yên tâm rồi. Dạ con chào cô chú nha. Dạ vâng, cô chú cho con xin phép được hỏi cô chú họ tên là gì? Chú Phan Ngọc Sĩ. Cô Phan Thị Thí. Dạ cô chú đến từ đâu? Con nói quê. Quê cô chú ở đâu á? Ở Cà Mau. Dạ. Dạ rồi, thì hôm nay cô chú về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Đi tìm con. Tìm con ha. Dạ con xin phép được nói chuyện với cô trước ha. Dạ. Thì cô ơi, cho con xin phép được hỏi là con nhà mình họ tên là gì? Phan Thị Ngọc Như. Bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Sinh năm 2008. 15 tuổi. Dạ. Thì bé bỏ nhà đi ngày nào cô? Bữa 20. Ngày 18. 28, cô tính ngày dưới đó là 28 tháng 3 đó. 22. Ngày âm ha. À, ngày âm tháng 2. Bây giờ cô từ cái ngày bỏ đi cho tới hôm nay là được bao nhiêu ngày rồi cô ha? 3 bữa rồi đó. À được 3 hôm ha. Dạ. Hai đêm ba. Tức là bỏ đi ngày 17 tây, hôm nay là 20. Dạ. Thì con gái nhà mình còn đi học không ạ? Nghỉ học đi chú. 15 tuổi nghỉ học rồi ạ. Nghỉ lâu chưa cô? Nghỉ năm dịch đó, năm đầu tiên đó, năm 2019. Mới học lớp 3. Trời ơi, nhưng mà sao lại không cho con nhà mình đi học nữa? Trời ơi, cô chú nghèo đi làm mướn không đấy. Đi lang thang cũng như đi là cô chú đi là nói xưởng dời chỗ này thì mình đi giống cái này. Dạ, cô chú được mấy người con? Được ba. Bé bỏ đi là thứ mấy? Út, gái Út. Bé Út ha. Cô chú năm nay cũng chắc đi lao động ở trên, đi lao động là mình ở Cà Mau hay mình lao động ở đâu? Lao động thì đi Bình Dương rồi ra tới ngoài Đức Linh ngoài nữa đó. Bình Thuận dạ. Rồi ở Sài Gòn. Tức là mình đi tứ xứ ha. Tứ xứ. Dạ. Khi mà con gái nhà mình bỏ đi là bỏ đi ở đâu ạ? Ở chợ Liên Ấp 123, đường Võ Văn Dân, xã Vĩnh Lộc B. Ở thuộc tỉnh nào? Huyện Bình Chánh. À, Sài Gòn. Sài Gòn. Tức là cái thời điểm đấy là gia đình nhà mình đang lập nghiệp ở Sài Gòn, đang làm ăn ở Sài Gòn đúng không ạ? Mới qua đó đó. Mới qua được bữa. Mới qua cũng như mới vừa vô nhà trọ là một ngày đó là ngủ được một đêm là sáng là cháu đi. Tức là thường thường là gia đình nhà mình là mình cứ đi tỉnh này tỉnh kia mình làm vậy hả? Chỗ nào người ta thuê cái là mình làm về công trình hay là làm về như thế nào ạ? Làm ve chai, làm tư nhân, làm giữa ve chai. Làm ve chai mà phải đi khắp nơi vậy ạ? Dạ. Chỗ nào người ta rước cho mình đi. Dạ, là mình đi đâu thì con nhà mình đi theo đấy. Con theo đó. Là chỉ có búp bé Út theo thôi đúng không? Con bé. Dạ, khi mà bỏ đi ở thành phố Hồ Chí Minh thì con gái nhà mình có đem theo phương tiện tài sản quần áo gì không? Đeo được một đôi bông. Dạ. Với chồng là lấy được 1 triệu với dạ. Một chiếc xe. Chiếc xe quay màu đen biển số Đồng Tháp. Với miếng giấy căn cước của con bé. Là con gái nhà mình mang đi ha. Thường thường con gái nhà mình ở nhà có ngoan không ạ cô chú? Ngoan lắm, nó xài tiền đi nữa, nó muốn ăn cái gì nó xin. Cha cho con 20-30. Mẹ ơi cho con 5-10 ngàn. Chứ nó chưa bao giờ mà. Nó chứ lấy quá cái mức đồng độ đồng là tới 100. Hoặc 500 ngàn. Thường thường con gái nhà mình là ở nhà là đi làm với cô chú đúng không ạ? Là khi về thì con gái nhà mình có sử dụng điện thoại nhiều không? Có coi điện thoại rồi. Có lên các trang mạng xã hội không ạ? Thì thấy nó chơi, thấy đó nó chơi mà điện thoại mình không biết là dạ. Cô chú có thấy nhắn tin hay gọi điện cho ai không? Có đúng không ạ? Nhiều không ạ? Ít, cũng ít. Nhắn tin gọi điện thường thường cô chú có nghe được cái cuộc gọi gì không? Có nói chuyện gì với bạn trai hay bạn gái không? Không có nghe không, nói chuyện được với bạn trai. Thì cô thấy như là đi làm về rồi nó không có đi chơi ở đâu hết trơn á. Nhà trọ nó cũng không qua nữa. Dạ. Rồi nó như là mình nghĩ con nó mở mạng đồ lên nó coi này coi cái kia vậy thôi chứ dạ. Cô đâu có biết là cháu nó yêu đương hay hoặc cái gì dạ. Đâu. Không hồi nào giờ nó chưa có bao giờ nó giới thiệu bạn trai nó cho dạ. Cô hay gì chứ. Cô chú có hay la bé không? Không có la, không có quánh đâu. Thì cũng như là giả tỷ làm cái gì sai sai
rồi con làm cái đó mẹ không chịu. Cái bữa đó dắt gần sáng cô có gầy nó gì nè, cô nói nè, mẹ nói con đi làm nghe, không có chơi, bớt chơi điện thoại lại, bớt coi điện thoại lại nghe, mẹ không chịu. Đó là nó có nhiều đó đó. Là bình thường là con gái nhà mình có đi làm việc với cô chú không ạ? Có, là đi cùng đi cũng đi làm cùng vậy? Đi làm công việc ve chai ha. Cũng đi làm với cái đó là mình làm cụ thể là như thế nào? Ăn sản phẩm chú, mình làm nhiều thì mình ăn nhiều, mình ý là mình lượm hay là mình chế biến hay chế tái? Mình làm gọc cái chai trà xanh ra, mình gọc cái vỏ ra bỏ. Dạ, dạ. Rồi phân loại cho người ta trắng để trắng. Vậy là công việc cũng cực ha. Mà bé mới 15 tuổi thì làm vậy cũng cực ha. Có nắng nôi hay làm trong nhà? Trong nhà không? Trong nhà ha. Nhưng làm này ở trong nhà. Đi làm vậy rồi có bao giờ con gái nhà mình than phiền là mệt mỏi, mệt nhọc không ạ? Nó có nói gì nè, nó nói mẹ ơi, con mẹ kiếm việc gì cho con làm đi, làm gia trai này con cũng ngán quá rồi. Yeah. Rồi cô á, cái bữa là cô mướn xe tải dọn rồi về phòng trọ đó. Yeah. Thì mới vừa bước xuống thì cô mới thấy mấy cái tiệm uống tóc, đồ tiệm nail đó. Yeah. Cô có nói với con gì nè, thôi con ơi ráng làm đi, rồi qua đây ổn ổn đi, rồi cha với mẹ cho con đi học nail. Đi học cái nghề ha. Đi học cái nghề. Yeah. Thì mới nói dắt chưa khoảng 9-10 giờ. Thì sáng lại 7 giờ sáng bữa sau là cháu nó đi đó. Con gái nhà mình làm nghề ve chai được lâu chưa? Thì đi làm mấy năm rồi? Thì nó hụ hợ với cô chú thì ra cọc cạch vậy đó. Nó làm được thì nhiều, nó làm được nhiều là. Dạ con biết rồi, nhưng mà ý là bé đã đi, bắt đầu đi làm là tính thời điểm hiện tại là mấy năm rồi? Mới okay, có 2 làm năm nghề này là 2 năm, tức là 13 lắm. Tuổi là bé đã đi làm rồi ha. Nó làm trước nữa mà đi ra vô vậy thôi. Kiểu như con thì nó ra kiểu nó sống chung mà để... cha mẹ nhưng mà, đó, nhưng mà chắc là cô chú thương con lắm ha. Tại vì thấy bé 13 tuổi, đúng ra lứa tuổi của con nhà mình là đang được cấp sách tới trường, đúng không ạ? Cháu ông nó ngọng nghịu á, người này kia nó nói chuyện không có gành, rồi tới lớn rồi mới đi học á, kiểu khờ ha. Đúng khờ. Không ạ? Nhiều lúc chắc cô chú cũng rất buồn bởi vì con nhà mình còn nhỏ mà không được đến trường như bao đứa trẻ khác, đúng không? Mẹ bị bệnh tim á, rồi cho nó ra nó bị còi xương á. Mình nghèo khổ rồi, thấy con mà không bằng ai. Cái thứ nhất là cho theo hụ hở. Chứ nó khờ quá, muốn cho đi học uống tóc mà nó không có cái độ nhớ của nó nữa. Còn hai người con đầu thì có công việc ổn định chưa, gia đình chưa chú? Có gia đình hết rồi. Cháu nội trai gái ạ? Trai đầu. Rồi con gái thứ ba kế ha, là có gia đình hết rồi ha. Có phụ giúp được gì cho gia đình nhà mình không? Trời ơi. Hai chồng già tự làm mà nuôi con út có vậy thôi. Trời ơi, chú năm nay là bao nhiêu tuổi rồi chú ha? 59. 59, tóc chú bạc hết rồi. 59 mà tóc chú bạc trắng hết đầu. Làm công việc vất vả quá ha. Dạ nữa. Không có cơ sở, chưa cắt nổi cái nhà nó mà đi. Trời vậy đó. Ơi. Bây giờ cũng như là cô với chú là đi làm như vậy là cũng như là đủ người sống vô gia không? Cư rồi đó. Cũng như là không quê không có nhà cửa gì hết. Không có nhà, có cửa gì hết trơn á. Khổ dữ ạ. Đi làm tính là cứ bịt xứ rồi tỉnh này tỉnh kia vậy, mưu sinh đủ ăn thôi. Đủ ăn rồi ai cứ rước như chỗ này nè. Rồi Tết rồi, những ngày Tết rồi như thế nào, mình có về quê không? Không. Có làm ở đâu thì ở đó luôn rồi. Rồi bao nhiêu năm thì không về quê cô chú? Hôm có bà già mất thì cũng có về. Năm dịch đó rồi bà già mất thì có đợt này cũng mới về lấy cái căn cước cho con bé đó. Nghĩa là tính tới thời điểm hiện tại thì nhà cửa chưa có rồi. Yeah. Rồi sau này rồi già cả đi rồi như nào cô chú? Thì giờ mình làm khổ quá. Thì nghĩ thì giờ gán làm để chừng nào ấy. Tính để cho con bé này nó có cái nghề. Dạ tỷ cô với chú có mất đi nữa thì con nó cũng có cái nghề, nó cũng được cái thân nó. Con biết là cô chú rất là thương con. Bây giờ con nó làm như đây tiện cái cô. Mấy nó vô tư quá cháu ơi. Tuổi bé còn nhỏ mà chú, tuổi mới 15 thì sao mà suy nghĩ được. Đó rồi, cũng muốn cho con nó đi học cái nghề gì. Có khi tắm giữa cô cũng phải gọi đầu cho nó nữa đó. Nó ăn cơm mà chú còn vẽ từng miếng cá, miếng xương cho nó mà. Bé khờ vậy luôn ạ. Và lần này khi mà bé bỏ đi, đã lên kế hoạch trước. Tức là có chuẩn bị tiền cũng như quần áo. Như là chú cũng không biết ha. Theo như cô chia sẻ thì cái này là con gái nhà mình đã chuẩn bị trước rồi. Cô chú có sợ rằng là có người khác xúi giục hoặc là dụ dỗ đi không? Đó là cô nghĩ đó, có đó. Cô nghĩ vậy đúng không ạ? Đúng. Cô có biết thêm cái chi tiết thông tin gì nữa không ạ? Không cô. Không ha. Con gái nhà mình có quen bạn bè gì ngoài không? Không. Không, không ha. Chỗ không dắt bạn nào mà về nhà. Có lắm khi giả tỷ như mấy đứa cháu đi gặp nó chọc, xin số điện thoại nó còn trả lời vậy nè. Em chưa có được 18 tuổi mà xin số điện thoại em làm gì? Dạ. Nó nói gì đó.
khi mà đi ấy thì con gái nhà mình ấy, ở phòng trọ có camera gì không ạ? Có. Mình có xem được camera không? Không. Tức là hôm đấy là con gái nhà mình tự đi. Thì đợi, bây giờ là nói, là nói thẳng là cái đó là nó tự đi đó. Nhưng mà cái thằng đó, cái thằng đó mới gửi cái định vị gì qua. Ồ, thằng nào? Cô cũng không biết nữa. Ô, sao cô biết được là có thằng gửi định vị qua, là như thế nào cô? Thì bởi vậy nó mới, nó cô gì nè, hồi ngày hôm qua cô mới nhắn tin, chỉ nhắn tin được thôi. Là cô mới nói như vậy, cô mới nói nếu Út Như à, nếu con á, có thương một ai á, thì con cứ cho bạn con về đi. Cha với mẹ cũng chấp nhận, chứ không phải là cha với mẹ không có làm khó làm khăn gì hết. Nếu cha mẹ thương con thì thương cháu đó ha. Nếu mà dạ tỷ cái cháu đó mà nếu có thương con ra, con Út Như sợ thử sợ thật vậy đó, thì thôi bây giờ con với Út Như về đi, về ngay cô với chú, đừng có sợ cái gì hết á, có cô ở đây đó. Rồi á, nếu mà hai đứa thương với nhau thì bây giờ cô cũng cho tiến tới hôn nhân luôn đó, để hai đứa làm đó. Rồi cái vậy là nói, rồi cái cô mới nói thôi bây giờ á, nếu con có thương con bé Út Như á, thì con chụp, à, con gửi, con điện qua Zalo đi cho cô thấy mặt cô an tâm đó. Rồi nó không có điện qua Zalo là mà. cô liên lạc với cái cậu đấy hả? Không, cô điện, cô nhắn tin trong cái tin nhắn nhưng thôi. Mà sao cô lại biết được cái cậu đấy mà cô nhắn? Thì cô nhắn, cô nói như vậy đó. Không, ý là từ đâu mà cô biết được cái số điện thoại hoặc số Zalo của cậu đấy, ai cho? Không, cô cái số điện Zalo là tin nhắn đó là của Út Như, là Như con gái hả? Của cô. Dạ. Yeah. Chứ không phải là cái số tin nhắn Zalo của cái con trai đó. Dạ. Yeah. Đó, như vậy là cô mới nói như vậy để cho, rồi cô mới nói thôi bây giờ á, nếu con nói á, hai đứa con đi làm gì thì thương với nhau thì cho cô, cho mẹ biết cái địa chỉ của con. Yeah. Đó, rồi cha, rồi á, là mới nhắn qua cái tin nhắn của bên Zalo của Út Như đó, là trong đó là để địa chỉ, rồi cái mới bấm cái số điện thoại của con gái cô thì không có được. Yeah. Nhưng mà có cái số điện thoại bấm qua bên Zalo luôn. Rồi cô điện thì cô mới hỏi, ủa nó mà cái cậu đó con trai mới bắt máy, cô mới hỏi ủa số này là số của ai, phải bạn của Út Như không? Thì bạn cái chú con trai đó mới nói gì nè, nói không phải, cái này là cái máy của con, nhưng mà thằng bạn con nó mượn nó điện. À, đó là điện cho vô máy con gái nhà mình, điện qua máy của cô luôn. À, điện qua máy cho, của cô. Bắn tin nhắn, bắn qua cái số bây giờ còn cô còn lâu trong máy nữa. Vậy là tới giờ phút này thì khả năng cao con gái nhà mình là bị cái đối tượng bạn trai đấy dụ dỗ đi rồi. Đúng. Đúng không ạ? Cô cũng chú nghĩ vậy nè, nếu nó thương á thì nó cũng phải điện qua Zalo chứ. Chú yêu cầu nếu mà thật Zalo sự một này, người đàng hoàng mà thương thì phải tới nhà xin phép cha mẹ đàng hoàng. Còn không cũng phải có Zalo, còn này Zalo dạ, nó ấy không được. Chỉ và đặc biệt hơn nữa là con gái nhà mình quen cái này chắc chắn 100% là qua mạng xã hội. Bởi vì như cô chú chia sẻ thì con gái nhà mình không hề đi ra khỏi nhà. Đúng cũng rồi, như không có bạn bè bên ngoài. Đúng. Chỉ sử dụng điện thoại. Đúng. Và chắc chắn rằng cái mối quan hệ này của con gái nhà mình đó là qua mạng xã hội. Đúng. Chú nói đó là đúng. Rất là buồn. Thật sự đây là một câu chuyện rất là tiếc. Trong thời gian vừa qua, đội y sĩ Thanh Hải ghi nhận rất nhiều vụ việc. Các em gái, các bé gái tuổi đời còn rất nhỏ. Như những trường hợp tương tự với trường hợp con nhà mình, cô chú ạ. Cũng quen trên mạng và rồi nhận nhiều cái kết rất là đắng. Có khi các bé bị các cái đối tượng dụ dỗ cám dỗ rồi đưa đi làm những công việc không lành mạnh. Đó là con nói thật sự luôn. Cô cũng sợ. Dạ. Cô nghĩ vậy. Cô chú cũng nghĩ vậy đó. Cô chú nếu nó thương thiệt thì bây giờ nó phải mở Zalo rồi. Thì còn mở Zalo cho cô thôi, với chú. Bé tuổi đời còn rất nhỏ mà đặc biệt thì bé nhà mình lại không được lanh lẹ, nhanh nhẹ như con nhà người đúng ta. Rồi. Đúng không ạ? Bé khờ. Nên mà bé khi mà bé nghe những cái lời ngon ngọt rồi bị cám dỗ rồi nhiều cái vấn đề tác động tới, sợ rằng là bé lại gặp nói chung những cái chuyện mà không lành ở bên ngoài. Nên bản thân cô chú hôm nay là khi mà về đây thì rất là lo lắng đúng không ạ? Thì hôm nay thì mấy ngày nay cô chưa có miếng cơm miếng cháo gì đâu. Ăn uống cô về cô cứ ăn uống đầy đủ nha, cô bà chú ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe đầy đủ. Vài ngày nữa con nhà mình về thôi nha, giữ gìn sức khỏe. Mình phải khỏe mạnh trước để mình còn lo, mình còn đi tìm con chứ. Chứ trong cái khoảnh khắc này mà cô chú mà sụp đổ nằm xuống đó thì ai tìm con? Chỉ uống nước không á. Thôi, cô chú về ăn uống mà đi nha. Có thực mới vực được đạo, phải ăn uống đầy đủ với có sức khỏe để đi tìm con nha.
hai cháu thấy tóc nó dài vậy nè. Dạ. Mà nó ngay cũng có trí nữa. Mà mẹ nó chảy đầu suốt vậy đó. Vậy à? Chảy trí, chảy từ. Vậy là con nhà mình không biết chăm chút cho bản thân ha. Không. Nó không có sửa sạn, nó không có xe xua. Nó bình dị lắm, nó tự nhiên bởi lắm. Bởi vậy nên mà cha mẹ nó sanh sao thì nó đều rất sợ rằng đi ra bên ngoài sẽ bị cám dỗ nhiều. Tóc về đó mẹ nó còn phải chải mà. Tóc nó tới lưng quần đó, mỗi một lần gội đầu. Dạ. Cô phải ra cô gội đầu cho. Dạ. Con cô vậy cô vô cô chải cho con. Dạ rồi thì cô có điều gì cô muốn nói với con gái của cô trên cái video này không? Cô nói như đi. Ơi, con thấy cha với mẹ đi tìm con mấy ngày nay rồi đó. Con thương cha thương mẹ thì con về. Cha với mẹ tha thứ cha mẹ không bao giờ nghĩ là cái gì hết trơn á con. Con là nấm ruột của cha mẹ đúng như. Con đừng có sợ cha với mẹ đánh đập không có đâu. Mẹ nói với con hoài à. Con chỉ bây giờ là cha với mẹ còn sống còn một ngày nào á là đặt vào con không. Mà con đi như vậy con không để cao tấm hình cha mẹ với trơn giống như. Ba ngày nay mẹ chưa ăn uống gì hết trơn. Sáng lại đây là mẹ mới uống được một ly cà phê đó. Rất tội. Con thương mẹ con về đi. Mẹ đâu có làm khó làm khăn gì đâu. Chú có điều gì muốn nói với con gái không? Chú cũng mong sao mà con nó về được rồi. Chú nói với con đi, chú tâm sự với con gái của chú đi. Chứ là con về ba đi con. Con bủ bối của cha mà sao con đi bỏ cha vậy? Cha chỉ mong con về thôi. Cha không la gầy con về là cha mẹ yên tâm rồi. Thật sự đây là một câu chuyện rất buồn, rất lấy làm tiếc. Thưa quý cô chú anh chị, thì vừa rồi là toàn bộ câu chuyện của cha và mẹ quê thì ở Cà Mau, đi lập nghiệp thì khắp các tỉnh thành. Và vừa rồi thì quý cô chú anh chị có xem cũng đã hiểu một phần nào. Thì em rất mong tất cả quý cô chú anh chị xem và cùng chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ để giúp cho con gái của cô chú sớm quay trở về nhà để đoàn tụ cùng với cô chú. Và nếu quý cô chú anh chị nào có thấy bé như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ người Thanh Hải 0913785858 để giúp bé sớm quay trở về nhà đoàn tụ cùng với gia đình một cách an toàn. Dạ rồi thì sự việc của cô chú thì đội hiệp sĩ người Thanh Hải đã ghi nhận và sẽ cố gắng hết sức đăng tải cái video này lên trên khắp các trang mạng xã hội cũng như lên đường tìm kiếm. Khi cô chú về đây nhờ đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ là đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ hoàn toàn miễn phí cô chú nha. Cô chú yên tâm nha. Dạ. Và rồi nếu mà cái thanh niên nào, cái đối tượng nào hoặc ai đó đang giam giữ dụ dỗ bé Như trong hình ở đâu thì làm ơn nhanh chóng đưa bé Như về nhà đoàn tụ cùng với gia đình. Còn nếu cố tình giam giữ hoặc đưa bé Như đi làm những công việc không lành mạnh, bé năm nay mới 15 tuổi thì chắc chắn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Đó là cái điều đương nhiên. Thì nghe, cô chú còn điều cô, gì muốn chia sẻ không? Cô cho cô nói. Dạ con mời cô. Cháu trai nào đó thương Úc Như đó thì con với đang với sống. Bây giờ con nói 3 ngày nay rồi. Nếu mà con sống với Úc Như, nếu con thương Úc Như sự thật thì con phải đưa cho Úc Như về đi. Cô với chú không làm khó làm khăn gì con đâu. Con đừng có sợ ha. Mà nếu mà con không đưa Úc Như về đó, nếu mà có cái chuyện gì xảy ra là cô với chú không có tha tội cho con đâu đó. Sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đừng để mọi chuyện đi quá xa. Đúng rồi, cô với chú đây chỉ một lời khuyên. Nếu cô thương Úc Như thì cô cũng thương cháu. Mà nếu sự thật cháu thương Úc Như thì con phải đưa cho Úc Như về để cho cô với chú vững bụng. Cái sự việc này cô chú đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Cô có qua trình bên cái công an xã. Dạ. Ngay chỗ cô ở. Dạ. Rồi công an xã bên đó mới kêu cô là đi theo cái địa chỉ là đường bên quận 7, đường số 7. Rồi cô đi xuống đó, cô cũng trình bên đó. Dạ. Nhưng bên đó nói như vậy, thôi cô về đi trong 24 tiếng đồng hồ. Dạ. Mà nếu không có á. Dạ. Thì cô qua bên công an xã là chỗ cô ở đó. Dạ. Rồi tụi con mới phối hợp, tụi con mới phanh dùng. Dạ. Đó. Dạ. Cô có trình. Là 3 ngày nay là mình không có liên lạc được với con luôn ạ. Không liên lạc. Dạ. Dạ rồi thì cái sự việc của cô thì việc chú thì cô chú cứ yên tâm. Thì sau khi mà ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để mà nhờ tất cả quý cô chú anh chị, bà con cô bác cộng đồng mạng khắp các tỉnh thành để đi tìm kiếm giúp nữa, cũng như là chia sẻ cái video này lan tỏa. Và rồi thì đội hiệp sĩ với Thanh Hải sau khi mà giúp những người khác xong nữa thì đội sẽ bắt đầu là lên đường để mà đi tìm kiếm. Cô cũng mong cho các mọi
chợ trên này gặp con gái dạ, của cô. Dạ. Bây giờ như thế này này, cô chú nhá, bây giờ như thế này này. Bây giờ cô chú về cứ ăn uống đầy đủ cho con. Mình phải giữ được cái sức khỏe thì mình còn viết đi tìm con được. Bây giờ cô chú mà không ăn, cô chú ngã quỵ ra đó rồi còn ai mà lo? Ai lo cho cô chú được nhá. Về ăn uống bình thường, đừng hoang mang, đừng lo lắng quá. Con tin rằng 1-2 ngày nữa là con gái mình sẽ về. Có khi bây giờ ấy, chiều nay về hoặc tối hoặc mai về đấy. Nên cô chú cứ ăn uống vào, ăn uống vì có sức khỏe nha. Con nhìn thấy cô tiều tụy đi lắm ấy. Chú cũng mong điều đó, chú nhớ buồn quá ăn không được. Dạ. Dạ, dạ rồi thì con thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chúc cho cô chú đại gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và sớm nhận tin vui đó là con gái nhà mình sẽ quay trở về một cách an toàn nhất. Cô chú có đồng ý cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải cái video này lên khắp các trang mạng xã hội không ạ? Đồng ý chứ, tìm con mà. Dạ. Dạ, dạ rồi thì con xin phép. Dạ. Con xin nhờ. Dạ, con xin mọi người thương cô với chú giúp đỡ giùm cái cô chú đi. Cái hoàn cảnh của cô chú thì riêng bản thân con cũng như tất cả các cô chú, anh chị trên cộng đồng mạng, những anh em trong đội hiệp sĩ Thanh Hải khi mà lắng nghe câu chuyện này thì thật sự ai cũng thương cô chú hết. Nên cô chú cứ yên tâm nha, sẽ giúp đỡ nhà mình nha. Dạ rồi, con chào cô chú nha, con xin phép. Dạ.